Đang đi dạo thì chú chó bỗng đứng im không chịu bước tiếp và diễn biến tiếp theo khiến ai nấy nổi da gà. Cô gái cùng chú chó nhỏ của mình đang đi dạo trên đường. Bất chợt chú chó đứng lại vài giây, quay lưng nhìn về phía cánh cổng rào. Thay vì nhìn về phía trước như đang trông ngóng một điều gì đó phía sau cánh cổng, hay đang sợ hãi tránh né một điều gì ở đoạn đường phía trước. Thấy chú chó của mình không bước tiếp, người chủ cũng đứng yên tại chỗ để chờ đợi, thay vì cố gắng kéo chú chó tiếp tục đi. Bỗng nhiên ngay sau đó vài giây, một chiếc xe lớn từ đâu lao lên vỉa hè, lao thẳng về phía cô gái đang đứng. May mắn thay, cô gái đang dừng lại và cách chiếc xe một khoảng cách cực kỳ gần. Đồng thời chú chó ngay sau khi nhận thấy nguy hiểm cũng đã nhanh chóng kéo cô chủ của mình tránh sang chỗ khác để an toàn hơn. Khoảnh khắc chú chó đã bằng cảm nhận của mình cứu cô chủ thoát khỏi hiểm nguy trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đã khiến cho nhiều người gật gù cảm phục. Một số ý kiến được mọi người để lại: chắc chú chó nhìn thấy cái bóng tử thần cầm lưỡi hái đang đứng ở phía trước. Xe chưa chạy tới là chú chó đã vội vã kéo chủ chạy mất rồi. Nếu con chó nó không dừng lại thì thật sự không thể tưởng tượng được kết quả sẽ khủng khiếp như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.